Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của FPT Shop và mình là Hí. Nếu như các bạn đang cần tìm một chiếc laptop dưới 15 triệu, gọn nhẹ, đẹp, đáp ứng được các tác vụ văn phòng và phù hợp với các bạn học sinh sinh viên sáng đi học đi làm, tối về cày phim hay là video call với người yêu thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ tốt. Và không gì khác đó chính là HP 245G10, phiên bản đang chạy CPU Ryzen 5 7530U, một chiếc laptop thương hiệu đến từ Mỹ uy tín, thiết kế huyền thoại mà ai fan của HP đều nhìn vô đều mời mê luôn. Một phút quảng cáo bắt đầu, HP 245G10 hiện đang được kinh doanh tại FPT Shop với mức giá cực kỳ phải chăng cho các bạn học sinh sinh viên 14.790.000, nhưng mà ở thời điểm mình đang làm video, giá đang được khuyến mãi chỉ còn 12.690.000 mà thôi. Chưa hết là FPT Shop vẫn đang có chương trình laptop chơi hè đặc quyền học sinh sinh viên nhân 3 cho laptop PC Core i3 Ryzen 3 giá chỉ từ 7.990.000. Các bạn sẽ được giảm thêm 10% đến 8 triệu, tặng bảo hành lên đến 2 năm và đảm bảo mua máy 100% sẽ có quà. Chi tiết hơn thì Hí sẽ để link ở dưới phần mô tả vì khuyến mãi quá là nhiều đi. Và chương trình này sẽ áp dụng cho học sinh sinh viên từ 15 cho đến 25 tuổi, áp dụng từ ngày 1 tháng 6 cho đến hết ngày 31 tháng 10. Có gì tham gia nha các bạn học sinh sinh viên ơi. Laptop giá tốt mà deal và quà còn ngập tràn mùa tựu trường nữa, ngại gì mà không đăng ký thử ha. Còn bây giờ thì intro thôi. Trên tay mình đây là một chiếc laptop HP 245G10, nó khá nhỏ nhắn và gọn nhẹ, cân nặng chỉ 1,36kg và dày 17,9mm thôi, khá là mỏng nhẹ và có thể mang đi hoặc là dễ dàng bỏ ba lô đúng không? Thường thì đối với các bạn làm văn phòng hay là học sinh sinh viên thì các bạn đã phải mang theo rất là nhiều tài liệu bên người rồi, thế nên là hãy chọn một chiếc laptop gọn nhẹ thay vì một cục sắt nặng 2-3kg sẽ tốt cho vai của mình hơn. Điểm sơ qua thì chúng ta cũng có một thiết kế quen thuộc, basic không khác gì so với các laptop đời tiền nhiệm nằm trong phân khúc giá, mặt ngoài trơn nhám, có logo HP tròn ở giữa, màu thì là màu bạc nhám, nhìn sang trọng và thanh lịch. Chất liệu vỏ ngoài làm bằng nhựa cao cấp và nắp lưng kim loại, cũng dễ hiểu vì sao mà nó nhẹ như thế. Tuy nhiên thì có một nhược điểm mà mình thấy hơi cứng cứng ở các dòng laptop văn phòng giá rẻ là khi mà mở máy ra thì cái bản lề nó không chắc chắn lắm ha. Tuy nhiên là bản lề của HP 245G10 đã được giảm kha khá tình trạng này rồi, mở ra và gập vào chắc chắn hơn cũng như là đỡ bị rung lắc. Trải nghiệm hiệu năng thôi là chưa đủ, chúng ta còn phải xét về phần màn hình nữa đúng không? Thì không thể phủ nhận rằng màn hình của em này hơi bị ám vàng, cho nên là sau một thời gian sử dụng thì mắt của Hí hơi bị mỏi. Tuy nhiên là cái phần này nó cũng đã được cải thiện hơn nhiều so với thế hệ trước rồi. Máy có kích thước màn hình là 14 inch, sử dụng tấm nền IPS độ phân giải Full HD. Ở đây mình có chia đôi cửa sổ để làm việc cũng rất là ok. Màn hình còn được trang bị tính năng anti-glare giúp giảm thiểu tình trạng chói màn hình khi các bạn sử dụng ngoài trời hoặc là dưới ánh đèn. Phía trên chúng ta sẽ có một webcam để tham gia học tập, làm việc tại nhà. Phía dưới các cạnh chúng ta có các cổng kết nối nhìn cũng khá là đầy đủ, USB 3.2 nè, cổng HDMI nè, USB Type-C, jack tai nghe. Bên này thì sẽ có thêm một USB 3.2 cùng với jack sạc nữa. Thao tác trackpad 2-3 ngón vẫn ngon lành và mình thì thuận tay phải nhiều hơn. Sử dụng chủ yếu là tay phải nên có lẽ là bắt chuột nhích về phía bên trái nó sẽ thuận hơn cho mình. Thế nên là về lâu về dài thì có lẽ là Hí sẽ sử dụng thêm chuột rời cho tiện. Cái này là ý kiến và quan điểm cá nhân thôi nha. Nhưng các bạn cũng biết rồi đó, nếu như mua một chiếc laptop mà trải nghiệm bàn phím tệ thì cũng coi như là bỏ luôn rồi. Nhìn kỹ hơn chúng ta sẽ có ở đây một cái bàn phím có layout khá là ổn áp đó chứ. Khi mà Hí gõ thì em nó cho Hí một trải nghiệm cực kỳ dễ chịu và thoải mái. Gõ nhanh các văn bản kịp deadline thì cũng khá là ok nha. Tuy nhiên là nếu các bạn quan trọng về cái độ nảy bàn phím thì cũng có thể là tìm hiểu kỹ hơn về em HP 245G10 này. Bởi vì khi mà Hí chạy deadline xuyên suốt một thời gian dài á thì cái độ nảy của nó không có nhiều khiến cho Hí bị mỏi tay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hiệu năng và cấu hình. Laptop HP 245 được trang bị con chip Ryzen 5 7530U, ổ cứng SSD 256GB và một thanh RAM 16GB chuẩn DDR4 có thể nâng cấp lên 32GB. Những người tìm đến em máy này thì có thể là học sinh sinh viên hoặc là nhân viên văn phòng. Và nếu như các bạn đang cần tìm một chiếc máy để đáp ứng được các tác vụ văn phòng Word, Microsoft Excel, Canva, PowerPoint hay là cấp kích giật giật hay là xem phim thì em máy này vẫn cân tốt nha. Và một điều rất đổi quen thuộc với dân bán mình cho tư bản, cái tab công việc nó chừng này nè, quá quen thuộc với các bạn đúng không? Một nùi tab trơn nhưng mà em nó vẫn chuyển qua lại các tab vô cùng thoải mái mà không có hiện tượng đơ giật khung hình. Tóm lại với mức giá dưới 15 triệu thì em HP 245G10 này là một sự lựa chọn ổn áp nha. Từ trải nghiệm màn hình cho đến hiệu năng, đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng, giải trí trơn tru mượt mà. Các bạn nghĩ sao về em máy này thì comment ở bên dưới cho Hí biết với nha. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của FPT Shop để đón nhận nhiều video hơn.